Vâng, và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một con app rất là hay. Các bạn chỉ cần tải cái app theo cái đường link bên dưới của mình ấy, thì các bạn sẽ được luôn là 10.000 đồng nhé. Mà 10.000 đồng này thì có thể rút ra được luôn. Đây, cái app này có hình như này. Thì các bạn chỉ cần việc ấn theo cái đường link bên dưới của mình thôi thì là tải app được. Rồi bây giờ mình sẽ mở app lên. Đây. Đây, hôm nay mình đã được, sau khi mình tải app ấy, mình tải theo cái đường link ấy, thì mình đã được 10.000. Và 10.000 này mình rút luôn là về tài khoản ngân hàng được nhé. Mình thích rút về tài khoản ngân hàng nào cũng được. Có tất cả các loại tài khoản ngân hàng. Thì app này ấy, thì đăng ký nó hơi khó hơn một chút. Thì khi các bạn đăng ký thì phải có chứng minh thư nhân dân hoặc là thẻ căn cước thì mới đăng ký được. Nếu mà những ai mà chưa đủ 18 tuổi mà không có thẻ thì có thể mượn của bố mẹ này hoặc bạn bè này để đăng ký. Đăng ký thì nó cũng nhanh thôi, nó xác thực nhanh lắm. Chỉ chụp hai mặt của chứng minh và xác thực khuôn mặt của mình. Thì cái app này là cái app để chơi cổ phiếu các thứ này thôi. Nhưng mà những cái này mình cũng không biết nó là gì đâu. Thì những thứ này các bạn không cần quan tâm. Những cái chỉ số này các bạn không cần quan tâm. Điều các bạn quan tâm nhất là, đây các bạn vào, các bạn vào phần 3 gạch này nha. Đây, phần 3 gạch ở cuối màn hình này này. 3 gạch ở cuối màn hình này này. Các bạn ấn vào giới thiệu bạn bè. Các bạn ấn vào đây. Đấy thì các bạn copy cái link này này. Các bạn copy cái link này gửi cho bạn bè của các bạn, mà gửi cho những ai mà mình cần giới thiệu ấy, để họ đăng ký cái link đấy. Sau khi họ đăng ký link và họ xác thực tài khoản thì các bạn sẽ được tiền luôn. Các bạn sẽ được cộng tiền vào tài khoản luôn. Và cái tiền này có thể rút được luôn. Và rút nó về rất nhanh nhá, nó không cần phải chờ xác nhận hay là như nào. Rút nó chỉ khoảng 2 phút, thậm chí là 1 phút, mình rút chỉ 1 phút là về ngay. Đấy, rất là nhanh. Cái này chỉ cần có số điện thoại, có mail, có chứng minh thư là có thể đăng ký rồi. Thì bạn nào không biết đăng ký tài khoản ấy thì có thể nhắn tin cho mình hoặc là để lại phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời hết những thắc mắc của các bạn. Mình sẽ hướng dẫn thật là chi tiết, nhiệt tình để các bạn kiếm được nhiều tiền. Video mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn kiếm được nhiều tiền nhé. Có ai có câu hỏi nào chưa hiểu thì cứ hỏi mình nhé. Mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn.